皆さん、こんにちは。私はケンです。私はランです。Hello mọi người, hôm nay thì gia đình Scam và gia đình Xoài đang có mặt tại sân bay Nội Bài và chuẩn bị bay sang Narita ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên hai nhà chúng mình đi Nhật Bản và có rất là nhiều điều bỡ ngỡ trong chuyến đi du lịch lần này. Ui, sướng nha. Wow, sao như vậy là sau 5 tiếng rưỡi bay thì bọn mình đã tới sân bay Narita. Và ngày hôm qua thì Sơn, Trang cũng như là vợ mình đã ngủ được một chút. Tuy nhiên thì mình đã thức trắng đêm hoàn toàn trên máy bay, không ngủ một chút nào cả. Cho nên bây giờ cũng hơi mệt, nhiệt độ đang bên ngoài có 1 độ C thôi. Bọn mình sẽ mua vé tàu và đi về trung tâm. Mọi người đang ở trên tàu JR Pass. Sau khi mà đến Shinjuku thì bọn mình sẽ thuê taxi để về với khách sạn. Mệt không? Là một hành trình siêu dài, cực mệt luôn. Để phải xả tạm vào một quán đây ăn là dưa dầm. Một ăn đây. Đây là hành lý của bọn mình. Hiện tại ở Nhật bây giờ đang rất là lạnh. Chính vì vậy mà hai vợ chồng mình khi mà bắt được taxi cảm giác kiểu như chết đi sống lại ấy. Từ cái bến này về khách sạn mình đi chỉ mất có 1 cây thôi. Nhưng mà trời quá lạnh cho nên là bọn mình không thể đi bộ được và bọn mình đang ở trên taxi. Đường phố Nhật Bản rất là đẹp luôn, buổi sáng thoáng đãng này. Hôm nay là một ngày trời rất là trong và xe cộ rất là thoáng nữa. Đẹp, nói chung là rất là đẹp. Đây là khách sạn của bọn mình đây. Mình có thể nhìn thấy không? Trông, đường phố rất là đẹp luôn. Chúng mình đã đến rồi đây. Phòng của chúng mình là số 1102. Để xem nào, phòng thì rất là bé. Siêu bé luôn. Mở cửa đi vào đấy thì ở đây có một cái để đồ quần áo. Ở dưới này thì có một cái két này. Bên cạnh đấy thì đây là phòng tắm. Phòng tắm này cũng rất là nhỏ. Nói chung là bọn mình cũng đã xác định trước rồi, bởi vì là ở Nhật thì kiểu phòng như này đã là rộng lắm rồi luôn ấy. Đấy, trong này thì có một cái gương to nên là cảm giác cái phòng này nó cũng đỡ bé hơn. Cái phòng này thì nó có cái ánh sáng ở bên ngoài vào nên nhìn chung là đỡ kiểu bị nhỏ hơn ấy. Có một cái giường hai người và bên này là có một cái bàn làm việc. Đây là cái view từ phòng của bọn mình nhìn ra thành phố. Ở đây thì có một cái loa này. Dưới này thì là tủ lạnh. Tủ lạnh cũng bé xíu luôn. Nhưng mà ở trong này thì không có gì cả. Ở bên này thì là cái quầy bar. Đúng là ở bên đây cái gì nó cũng kiểu siêu nhỏ và nó kiểu tiết kiệm diện tích một cách triệt để luôn. Ở trong này là quầy bar này. Mọi thứ đều để trong cái ngăn này, nhìn bé xíu xíu xíu. Nhìn lên thì như này thôi nhưng mà ở ngoài nhìn cái ngăn này nó rất là bé. Sau khi mà đi về phòng và hai vợ chồng tắm rửa thứ xong thì bọn mình không ngủ trưa, tại vì tầm khoảng 1 tiếng hơn thì nữa sẽ đi chơi thử linh tinh. Cho nên bây giờ hai vợ chồng đang đi loanh quanh gần khu này để xem có cái siêu thị tiện lợi nào không. Đây, vợ chồng mình sẽ vào 7-Eleven ăn thử xem ở trong này có cái gì nhá. Ở Shinjuku rất nhiều mẫu luôn, mà đây là khu đồ nữ này, còn trên tầng là khu đồ nam. Thì vợ mình đã mua đôi giày giống như mình đang đi như này, tại vì là Sơn Trang cũng có ấy, thế là muốn là cả hội đi giày đôi với nhau. Đây là Trang đang nạp tiền vào thẻ, cho anh xem cái thẻ kìa. Cái thẻ này đã nạp rồi đúng không? Cái thẻ này thẻ cũ, nhìn cái thẻ mới cho nó đẹp. Sai thì là cái nhờ. Đây là cái thẻ Suica đây. Hai thẻ này, mới đây. À đây đưa cái mới này. Đó, các bạn thấy không? Cái thẻ mới nó sẽ trông như thế này. Cái này nó giống như cái thẻ T-Money ở bên Hàn Quốc ấy. Nhưng mà này, thẻ bên này là thẻ Suica này, chi bên cụ. Đó. Sau khi mà di chuyển từ ga Shinjuku thì bây giờ bọn mình đang ở ga Tokyo. Anh còn nói với bọn mình đây là một trong những cái ga rất là đẹp và mọi người nên chụp ảnh và check in ở ga này.
Đó, đằng sau đây có rất nhiều hàng bánh trái cái thứ đằng kia, nhưng mà bây giờ mình phải đi ra ngoài đã. Kiến trúc của cái ga Tokyo này rất là khác với những cái ga kia kiểu cổ cổ ấy, trông rất là hay luôn. Như đợt này vợ chồng mình đi thì là lần đầu tiên 4 người đi Nhật. Chính vì vậy mà bọn mình đã quyết định là sẽ tìm những bạn đang là du học sinh hoặc là đã ở Nhật lâu rồi, thì các bạn ấy rảnh và các bạn ấy có thể dẫn mình đi được. Nếu mà bạn nào có nhu cầu đi Nhật thì mình sẽ để cái link Facebook của Oanh và của Trang, là hai bạn mà đợt này dẫn bọn mình đi, ở bên dưới phần mô tả để cho mọi người có thể tham khảo. Đây, đây là ga Tokyo này. Bọn mình đang từ ga Tokyo để đi vào Hoàng Cung. Đẹp ơi đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều các cây lá vàng đằng sau Kiên với cả Loan đúng không? Rất là may mắn tại vì là thời gian này bọn mình đi thì nó cũng khá là muộn. Tuy nhiên thì vẫn còn sót lại một chút ở chỗ ga Tokyo ở Hoàng Cung. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì sau khi mà ở đây xong thì bọn mình sẽ đi ăn sushi. Đây là một quán mà Oanh trước đây đã làm. Và Oanh bảo là đây là một quán rất là... Nói chung là cực kỳ local ấy, tại vì là cả quán có mỗi khoảng 10 mấy ghế thôi. Cho nên là bọn mình rất là tò mò và thắc mắc, tại vì mình đều là những người thích ăn sushi cả. Sớm bây giờ mới có 4 rưỡi thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy là trời bắt đầu tối rồi. Và buổi tối trời bắt đầu lạnh hơn rất là nhiều và bắt đầu buốt ấy. Bây giờ mới có 4 rưỡi ạ? Mới có 4 rưỡi chiều thôi, nhưng mà trời đã bắt đầu sẩm sẩm rồi. Sushi mà bọn mình bảo đây. Bé xíu, xíu xíu. Menu của quán thì họ còn gắn hết lên trên tường như thế này này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây là địa chỉ của quán các bạn nhé. Đây là hàu sống này. Và đây là salad. Salad biển. Salad rong biển. Rong biển và tôm à? Tôm cá. Tôm cá. Đấy. Cho vào lên đây đúng không? Cho nữa vào, cho nữa vào. Cho rất nhiều hả? Đây là nước gì nhỉ? Nước chua, nước bông dự. Bông dự. Bông dự. Em ăn cái gì ạ? Em ăn đậu hả? Ừ. Em ăn hàu chưa? Hàu ngon nhỉ? Ngon không? May quá. Ngon thật ngon. May quá, thật quán ngon. Đây là coffee dự của cửa hàng nhé. Đây là hai cái bàn chải của hai vợ chồng mình đi du lịch, nhưng mà vẫn phải mang hai cái bàn chải này bởi vì là kiểu quen cái đánh bàn chải này rồi, không đánh được bàn chải của khách sạn ấy. Cái bàn chải này là bàn chải Isa và lần trước mình cũng có up lên Facebook rồi. Nếu như bạn nào mà thích cái bàn chải này có thể tìm mua ở trên cái link mình để ở trên Facebook nhá. Ừ, đây bàn chải bằng máy. Nó chống nước 100%. Bây giờ mình đánh răng xong đấy là bọn mình sẽ rửa mặt rồi đi ngủ. Quá mệt rồi. Hôm nay kiểu bị cũng rất là lâu ấy. Di chuyển rất là lâu, cả một đêm. Đi tàu mất 2 tiếng. Cháu như ma. Hôm nay đây, ngày thứ 2 ở Tokyo. Vợ chồng mình hôm nay quyết định mặc màu hồng. Xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ 2 vợ chồng mình ở Tokyo. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một lịch trình là buổi sáng đi Asakusa và buổi chiều thì sẽ đi mua sắm ở khu Harajuku và khu Shibuya. Tại vì là ngày hôm nay thì buổi chiều dự báo thời tiết là sẽ mưa ấy, chính vì vậy bọn mình sẽ mua sắm và chui vào trong nhà. Tính đến buổi tối ngày hôm qua thì mình đã thức liền tù tì khoảng 36 tiếng. Cho nên là hôm qua rất là buồn ngủ luôn, chính vì vậy mình đã đi về trước. Nào, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi theo vợ chồng mình ở ngày thứ 2 tại Tokyo nhá. Và hôm nay cả nhóm đang chơi màu hồng đây. Bình thường màu này thì ở Việt Nam ít khi dám mặc ấy, nhưng mà đi sang bên này mọi người mặc này rất là thoải mái. Thì bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra bến tàu, sẽ gặp Oanh và đi ra Asakusa. Mọi người hãy đi qua Asakusa cùng với cả bọn mình nhá. Ok, ít nước rồi chồng ạ. Asakusa Station. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi cái xe kéo này. Xe kéo truyền thống, đây là bảng giá của họ đây. Chú ý nhá là bọn mình đi 10 phút thì là sẽ có 4.000 yên cho hai người, tương đương với 800.000. Đấy, đi vòng vòng đây một chút và sẽ qua chụp ảnh ở Skytree là ở đây. Đó, thì các bạn có thể chọn 20 phút, 30 phút, nhưng mà bọn mình chỉ đi khoảng 10 phút để cho tiết kiệm thời gian thôi. Và bạn Oanh nói là 10 phút là đủ rồi. Đây là Sơn Trang đang ở đằng sau ấy.
người ta rất là cẩn thận luôn, có cả một cái chăn cho mình đắp này, tại vì là bây giờ đang mùa đông ấy, người ta bảo là hôm nay là một ngày rất là lạnh. Anh ấy là tên là Masahiro và anh Masahiro sẽ subscribe kênh YouTube của gia đình Gam Gam, tại vì anh ấy bảo là nhà mình rất là bất ngờ khi nhà mình có kênh YouTube. Một lần nữa cảm ơn đến anh Masahiro rất nhiều. Bọn mình đã tới ngôi chùa Asakusa. Đây, trước cửa có một cái đèn lồng rất là to đây này. Trên đường vào trong chùa Asakusa thì sẽ có rất là nhiều những cái hàng ở hai bên đường như thế này. Khu này rất là rộng. Đây là cái chùa chính mà tĩa bọn mình sẽ vào này. Nhưng bên cạnh đấy còn có những cái khoang rộng ở hai bên đường như này nữa. Đây, ở đằng sau kia. Nói chung rất là rộng luôn và có rất là nhiều đồ ăn này, đồ lưu niệm, kimono cho thuê nữa các thứ. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể đến đây để mua cũng như là để tham quan và du lịch nhá. Chắc là mình sẽ để dành hôm tới đi đi làng cổ thì bọn mình sẽ mặc kimono sau vào ngày hôm đấy. Ở đây đang có rất nhiều người, họ dùng cái hơi của cái hương à, khói của cái hương này để tát vào mặt này, không biết để cầu gì ta. Ui, cay mắt. Ok, bây giờ tức là mình sẽ cho 100 yên vào đây. Xong đấy là mình sẽ sóc cái hộp này lên và lấy một cái quẻ và đọc ở đây đúng không? Đây 100 yên nhá. Ok. Đây cái này đi. Số mấy? Số 3. Sau khi đọc quẻ xong thì quẻ này là một quẻ không tốt. Cho nên là bọn mình đã buộc lại đây này và sẽ buộc vào đây. Đấy, có nghĩa là cái khói mà ban nãy kiên với cái heo quay ấy là như Oanh nói là để tạt vào mặt để lấy may mắn đúng không? Đúng rồi, đây sức khỏe ạ. Oanh kể là mẹ đưa con đi chùa ấy, dí đầu rồi bé mà. Để lấy chân ngà sức. Mình hơi cúi mắt vào một tí đã cay hết cả mắt rồi, khổ thân. Bọn mình sẽ xếp hàng để thả tiền xu, sau đó thì sẽ đi vào điện chính để cầu may, mong cho mọi người sức khỏe. Đấy là cái mà nhà Cam mong muốn cho tất cả mọi người. Ta sẽ thả tiền xu vào nhá. Sau khi đi chùa xong thì bọn mình sẽ đi vào một nhà hàng ăn ở ngay gần chùa để ăn, bởi vì nghe nói là ở Nhật thì đi vào bất cứ một hàng quán nào đều sẽ thấy ngon, không cần lựa chọn nhiều. Mì ramen này rất là nhiều, mì ramen nhiều lắm, trong menu rất hấp dẫn. Trang này đây là ramen này. Còn đây là của bọn mình như kiểu mì xào, trông rất hấp dẫn. Không phải mì xào đâu, trông ngon ngon ấy. Nước sốt của nó ngon. Nước sốt tại vì món này Oanh bảo là anh hay gọi nên là anh hay gọi món này ăn theo kiểu có phải cái này là gọi chỉ có mùa đông mới có thôi. À. Đây, hấp dẫn. Không, còn không? Có thì đây này. Wow. Vẫn có vỏ nhá, mà trứng ở bên trong thì chắc chắn là lòng trắng thì đã hơi chín tái, còn lòng đỏ thì vẫn tái ấy. Cái này hợp ra nhá. Wow. Tuyệt vời luôn đấy. Bát mì của vợ chồng mình rất là ngon luôn, đặc biệt là bát mì của vợ mình. Bát mì của vợ mình kiểu như là mì xào ấy, cho nên là có cả mùi kiểu dầu cháy và sốt ấy, thứ rất ngon, nước cực kỳ đậm đà luôn. Trước khi đến Nhật ấy thì mọi người cứ bảo là ăn đồ Nhật nó cứ bị nhạt, nhưng mà từ hôm qua đến hôm nay bọn mình ăn thì bọn mình thấy tất cả đồ Nhật mình ăn rất là đậm đà, thật sự rất ngon luôn ấy. Đậm hơn à? Cái màu đỏ ấy là để chấm với thịt hải. Đập trứng em nhé. Bọn mình đi lai tàu điện màu da cam, thì Asakusa là bến đầu tiên và đến Shibuya là bến cuối cùng. Và bây giờ chiều ngày hôm nay bọn mình sẽ ở Shibuya này, sau đó thì bọn mình sẽ shopping mua sắm ở đây, xong rồi xem tượng con chó Hachiko là quốc khuyển của Nhật Bản, rồi đi chơi vòng vòng khu này, tại vì đây là một cái khu rất là nổi tiếng. Thôi, bọn mình đã tới đại lộ Shibuya và đằng sau vợ mình là tượng của chú chó Hachiko, là một chú chó rất là nổi tiếng rồi đúng không, đã chờ chủ của mình ở bến Shibuya 9 năm. Đấy, 9 năm mà chờ chủ của mình trong 9 năm. Đấy. Còn đây trước mặt đằng sau Hachiko là cái đại lộ Shibuya. Chú chó Hachiko đây. Có rất là nhiều các bạn khách du lịch tới đây để chụp ảnh Hachiko. Rất đông luôn ạ. Bây giờ thì bọn mình đang ở trên Starbucks.
thì phải rất là khó kiếm thì bọn mình mới có được một cái chỗ nhìn view thẳng ra đại lộ như thế này. Rất là may mắn luôn, và bây giờ bọn mình sẽ ngồi đây thưởng thức một chút, ngắm cái đại lộ mà đông người đi bộ qua nhất thế giới. Và một chút nữa thì bọn mình sẽ đi vòng vòng khu này mua sắm, xong rồi có những cái gì hay thì bọn mình sẽ quay lại tất cả mọi thứ nhá. Thích không vợ? Có Toho Shinki này, Magnet. Sau khi mà ngồi uống Starbucks xong thì bây giờ vợ chồng mình sẽ đi vòng vòng ở khu Shibuya này. Nhưng mà tại vì là đang bị mưa quá cho nên là đây, từ từ chụp ảnh cho vợ mình đã nhá. Rồi, đã chụp ảnh cho thị nở xong, bây giờ sẽ tiếp tục đi khám phá khu Shibuya này. Bây giờ bọn mình sẽ mua đồ này, để sẽ đi shopping này, sẽ đi uống trà sữa. Sơn Trang thì đang về khách sạn rồi, tại vì là Sơn đang bị hơi mệt. Bây giờ trời cũng đang mưa. Có một cái ô đây, trông lãng mạn như một bộ phim vậy. Vợ chồng mình có tạt vào một cái cửa hàng nhỏ ở Shibuya, và mình vừa mới xếp hàng 15 phút để mua một cốc trà sữa, mua một cốc gongcha. Bây giờ thì bọn mình sẽ vào khu Shibuya 109. Đây là một cái khu mua sắm rất nổi tiếng ở đây, đối diện với cả ga tàu ở bên kia. Đó, chỗ cái cây lá vàng vàng này này. Cho nên là mọi người có thể đến đây để mua sắm nhá. Mình vừa chọn được một chiếc áo nỉ, còn vợ mình thì đang chọn áo. Thì sang Nhật này mặc đồ màu mè một chút trông nó sẽ rất là đẹp ấy. Thì ở cái tòa 109, Shibuya 109 này thì hay bán những cái đồ, ví dụ mà mình nghĩ phần lớn là đồ Trung Quốc, kiểu như là các cửa hàng kiểu nhập lại và sau đó thì bán ấy. Nhưng mà mẫu mã đấy rất là trẻ trung và giá thì rất là hợp lý. Các bạn có thể đến chỗ này mua thì nó không phải là những cái thương hiệu hay là những cái local brand đâu, mà là những cái cửa hàng resale lại. Mình thấy mẫu mã khá là ok và giá cũng rất là ok, cho nên mọi người đến cái 109 Shibuya 109 này để shopping nhá. Đây là một cửa hàng quần áo này. Bọn mình đang ở trong đồ. Mình đang ở trong một quán đồ nướng tên là Torike Yoku. Toriki Yoku. Toriki Yoku. Đây, mẹ sao nhỉ? Đây. Sao nhỉ? Đấy thì đây là menu của họ này. Là xiên, là sẽ có những cái xiên đây. Cốc này là cốc chanh, mật ong, rất là ngon, mọi uống thử đi. Ngon gì? Ngon. Ngon. Thử xem nhá. Chị xin 4 cái. Chua lắm, 7 cây số cơ. Đây là món tim gà nướng. Tim gà này. Đây là da gà. Da gà và cốt gà, bên này là thịt gà đùn nướng. Đây còn rất nhiều bên bà bên kia nữa, mình không để được hết ra đây. Cơm bắt đầu sôi rồi, khi nấu ấy. Có 3 cái muỗng. Cầu kỳ ghê. Mà cơm này như sôi ấy. Hôm nay là ngày thứ 3 vợ chồng mình ở Tokyo, và ngày hôm nay thì buổi sáng bọn mình sẽ đi phố Harajuku. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở phố rồi, và bây giờ cũng khá là sớm ý, có khoảng 10 giờ hơn, cho nên là nhiều cửa hàng vẫn có chưa mở. Đây hôm nay đây là bộ quần áo của Loan này, áo lông ấm áp. Còn mình thì mặc áo len, áo cổ lọ bên trong. Hôm nay mặc tông màu đỏ đen. Rất buồn một cái là mình đang bị đau mắt tại vì là trời bị lạnh quá ấy. Đây là một bên mắt của mình nó đang bị đỏ cho nên hôm nay phải đeo kính. Đây, to như một cái nón luôn ạ. Nó bắt đầu không còn bông nữa rồi. Mùi dâu. Nó có mùi. Đây, bây giờ vợ chồng mình sẽ vào Supreme. Ở Supreme lúc nãy thì kiểu nó như là một cái pop-up store ấy. Chính vì vậy mà kiểu mẫu mã các thứ nó không nhiều. Nhưng mà xung quanh đấy thì có rất là nhiều những cái cửa hàng khác bán kiểu resale lại. Thì mình thấy mẫu mã đa dạng hơn. Tuy nhiên thì tất nhiên là giá cũng sẽ cao hơn rất là nhiều rồi.
cho nên là các bạn có thể đến chỗ Harajuku này nhá. Nó có hai phố, một phố thì là ngay chỗ bến tàu thì sẽ bán những cái đồ rẻ hơn, còn đi sang bên đường là những cái nơi mà bán đồ nó kiểu high piece hơn thì mọi người có thể đi sang bên đường nếu mà các bạn có nhu cầu mua đồ high piece nhá. Kiên đang ở trong Kick Lab. Đây là một cái cửa hàng giày bán resale khá là nổi tiếng ở Harajuku. Và từ nãy giờ mình đi các cửa hàng thì mình thấy cửa hàng này là ok nhất. Thì các bạn có thể thấy là xung quanh mình có rất là nhiều giày, và Kiên đang chờ họ lấy size đôi này. Thì các bạn có thể đến Kick Lab ở Harajuku để tham khảo giày ở đây nhá. Mình thấy giày ở đây từ nãy giờ đi các cửa hàng đây là cửa hàng ok nhất luôn ấy. Đây là đôi Jordan 1 Retro màu vàng. Và Kiên đang thử thì đây là một cái đôi mà Kiên đang rất thích. Rất ok đúng không? Ngoài ra người ta còn tặng thêm một cái dây màu vàng như này nữa, tệp với cả cái scoot ở bên cạnh, cái logo Nike bên cạnh và cái phần đằng sau. Loan đang vào trong Dior và mua một cái túi Dior này nhưng mà màu xanh. Chị trận này ăn chơi quá. Dior đấy rất là đẹp luôn. Thích không? Em đã đợi chờ mua cái túi này. Rồi, sau khi mua sắm xong thì bọn mình qua Nori Temaki để ăn sushi đây. Sơn Trang mọi người đã ở trong đấy trước rồi. Quán sushi này người ta sẽ làm trực tiếp cho mình đây. Đây, anh đầu bếp đây và chúng ta sẽ có một cái bảng tích như thế này để tích những cái món mà chúng ta muốn vào. Cuốn à? Cái này em thấy lạ quá. Nó tên của nó là... Mua sắm tết ra xong đi ăn được sushi ngon. Tuyệt vời luôn. Coi này. Đấy. Vợ mua coi hả? Trà sữa không anh em? 100% đường đấy hả? Ừ. Mấy chị em đều uống coi. Ngon mà. Ngon mà. Ngon đấy. Ngon hơn cái ngon cha hôm qua. Sau khi mà từ Harajuku về nhà để cất đồ thì bây giờ vợ chồng mình đã thay quần áo và buổi tối nay thì sẽ đi một cái chợ. Bây giờ thì sẽ đi một cái chợ dân sinh Ueno. Ueno. Và buổi tối thì sẽ đi Odaiba, là một cái nơi mà kiểu sẽ có nữ thần tự do đấy, thứ đấy. Và bây giờ Sơn Trang thì đang ở đó rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi taxi qua chợ dân sinh trước nhá. Mọi người có nói là đi taxi ở bên Nhật khá là đắt đấy, và bây giờ thì bọn mình đang đi taxi từ Shinjuku tới Ueno, là một cái chợ dân sinh mà Trang Sơn đang ở đấy. Thì mình sẽ thử trải nghiệm xem cái dịch vụ taxi này nó như thế nào. Tại vì là nếu như mình tính nhầm ý, thì tiền taxi ở bên này nó đắt gấp 3 lần tiền taxi ở Việt Nam. Cho nên là bây giờ thì đang... Nói chung mà lên taxi thì đã mở lên là cái số là 410 yên rồi. Có nghĩa là 82.000. Thì không biết là tiền đến đây nó sẽ hết mấy trăm nghìn, thậm chí gần 1 triệu. Cho nên là tiền chúng mình sẽ thử trải nghiệm thêm cả cái taxi ở bên Nhật nó đắt như thế nào nhá. Đây là cái số tiền mà bọn mình đã đi hết rồi. Rồi, như vậy là cái số tiền mà bọn mình vừa đi taxi vừa xong là rơi khoảng tầm là 3.200 bao nhiêu yên đó. Thì tính ra tiền Việt là khoảng tầm 600, gần sấp xỉ 680.000 cho 6,5 cây. Quá là đắt luôn. Độ là tầm 80 mấy nghìn thôi. Mà cũng quãng đường như vậy. Gần 10 lần mất đi. Khi mà tới Hàn Quốc ấy, thì bọn mình đã thấy một điều rằng là ở đó đã rất là ít thùng rác rồi. Nhưng mà khi đến Nhật thì bọn mình có nhận ra một điều là ở đây là không có thùng rác luôn. Nếu mà bạn muốn vứt rác ấy, thì bạn phải vào những cái siêu thị tiện lợi hoặc là những cái khu mua sắm hoặc là những trong toilet những cái thứ, chứ bạn ngoài đường hầu như là bạn sẽ thấy không thể tìm được một cái sọt rác nào cả. Ôi, cho nên là bọn mình khi mà ăn uống bất kỳ một cái gì là bao giờ cũng phải chuẩn bị một cái túi và xách theo ấy. Thật ra là nhiều khi cũng thấy hơi bất tiện. Nhưng mà như vậy thì thành phố của họ mới sạch được. Chỉ có 36 ghế thôi. Ok. 36 ghế này và phục vụ trong vòng 1 tiếng là khoảng 100 người sẽ vào ăn được. Nghĩa là đa phần một người vào ăn chỉ khoảng tầm 15 phút ăn xong một bát mì. Bên trong này mọi người vẫn đang xếp hàng này. Đấy, đây là cái mì Ichiran mà rất nhiều bạn và kia này đi ăn. Ok, cho tiền mà đúng không? Ăn mì không thì lại. Đây là mì không này, đây là có set, có trứng, có thịt luôn. Kiên sẽ chọn này, Kiên thì sẽ ra một cái phiếu như này. Bên cạnh đấy thì, đây, ấn hai lần.
mình sẽ hai phiếu cho hai vợ chồng và trả lại tiền thì ở đây. Quen. Thank you. May là bọn mình đã được vào luôn chứ không phải chờ đợi lâu mà lại còn được ngồi cạnh nhau nữa. Đây. Đây là cái tờ giấy này. Ví dụ như là các bạn sẽ chọn là nước trong hay không. À chết, đây là tiếng Nhật à. Đây. Cái này kiểu như là nước độ mặn nhạt của nước này, xong rồi tỏi này, xong rồi hành này, xong rồi thịt hay không này, xong rồi độ cay, xong rồi độ mềm của mì, cái thứ bìa kia sẽ tích cái tờ giấy này nhá. Và đây, cái này chúng ta có gặp lại để ăn cùng bà xã, kiểu vẫn có thể ăn chung, còn không thì có thể ngồi một mình đây, kiểu tự kỳ như này. Thực ra với một người khó tính với chồng mình, khó tính về ẩm thực thì chắc chắn là để em đánh giá xem cảm nhận của anh nhá. Anh sẽ cảm thấy món này không quá thực sự là cũng ngon nhưng sẽ không quá thực sự xuất sắc đối với chồng đúng không? Anh chấm 7 trên 10 điểm. Thì sau khi ăn mì Ichiran xong thì bọn mình sẽ đi qua đảo Odaiba. Thì đây là một hòn đảo nhân tạo. Thì bên này thầy Trang có giới thiệu thì có rất rất nhiều những cái thứ hay. Ví dụ như là có tượng nữ thần tự do này. Xong rồi có cả cầu Rainbow, rồi được nhìn vào trong tháp truyền hình các thứ ở trong thành phố nữa. Tại vì nó ở ngoài đảo mà. Thì Trang bảo là buổi tối đó rất là đẹp. Tuy nhiên thì có vẻ khá lạnh. Mùa đông lạnh 1 độ C và bọn tôi quyết định đi ra đảo để học gió. Nhưng mà xem ra gió hơi lớn. Đây mọi người có thể nhìn thấy thành phố Tokyo từ bên đảo Odaiba. Là cầu treo này, tháp truyền hình Tokyo ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều ấy. Chất đặc. Bọn mình đã tới New York. New York phiên bản này là kiểu như là fake 10. Đằng sau mình là nữ thần tự do phiên bản này, không phải là phiên bản là copy thứ bao nhiêu. Đây nhưng mà mọi người bên cạnh chúng mình đây là nữ thần tuy nhiên không tự do lắm. Đây đằng sau này mọi người đang chờ một cái thần tượng nào họ đấy của họ người Nhật này, rất là đông luôn đằng sau. Thực ra là mình cũng không hiểu lắm về J-pop cho nên là mình cũng không biết được ấy, nhưng mà chắc là cũng sẽ rất là nổi tiếng bởi vì thấy mọi người xếp hàng ở đây rất là đông. Rồi nhờ. Ôi, Tokyo về đêm đẹp quá. Đây là Trang. Đây là Trang. Mình sẽ để link của Trang ở bên dưới phần mô tả để cho các bạn xem nhá. Yeah. Đây là ở phố đèn đỏ. Phố đèn đỏ này có tên là Kawaguchi, có nghĩa là đây là phố đèn đỏ này. Nhưng mà thật ra là nó là phố đèn đỏ thôi thì nó như kiểu chợ đêm của mình ấy, sẽ có những cái quán mà kiểu trong đấy các người phục vụ người ta sẽ ăn mặc hơi mát mẻ một chút chứ thật ra thì cũng chẳng có gì gọi là quá to tát cả. Còn cái dịch vụ ấy thì chắc thôi mình sẽ không nói trong vlog này, nên nếu mà các bạn nào muốn khám phá cái phố đèn đỏ thì các bạn có thể đến khu Shinjuku để khám phá cái phố đèn đỏ này nhá. Hôm nay là ngày thứ tư bọn mình ở Tokyo và bây giờ bọn mình vừa mới di chuyển từ ga Shinjuku tới ga Shinagawa và sẽ đi Shinkansen đến Yokohama. Và ở Yokohama thì sẽ có bảo tàng mì tôm này và sẽ có kiểu như Chinatown đấy các thứ ở đấy. Hôm nay thì cả hai bọc màu tím. Mắt mình đợt này sang bên này bị lạnh ấy cho nên nó lại bị đỏ. Đây là vé tàu Shinkansen này. Vé tàu này có giá là 2.540 yên dành cho hai người, tương đương với khoảng tầm 550.000. Thì mình sẽ đi tới Yokohama trong vòng khoảng tầm 12 phút. Đây là bảo tàng mì gói này. Đây là vé để vào bảo tàng mì gói này. Mỗi vé này là có 310 yên tương đương với khoảng tầm 65.000 tiền mình. Ông ấy ngâm cái mì tươi, ngâm vào nước súp gà này, mì khác nhau. Đây là 9 loại mì ở 9 vùng khác nhau trên đất nước Nhật. Ở bên dưới tầng hầm người ta xây dựng như kiểu một cái nơi cổ, bao gồm rất là nhiều những cái quán mì khác nhau ở dưới này. Chúng ta có mì thịt rất to này, sợi mì này, trứng này, rau cải, rong biển. Chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày các bạn nghe thấy tiếng quạ kêu ở bên Tokyo này rất là nhiều quạ. Hôm nay là ngày thứ 5 bọn mình ở
món quà kia. Hôm nay là ngày thứ 5 bọn mình ở Tokyo và hôm nay thì bọn mình sẽ đi Disneyland. Ngày hôm qua thì bọn mình có đi Yokohama và có đi bảo tàng mì gói. Tuy nhiên thì bọn mình chỉ đi được một khoảng buổi sáng thôi và bọn mình sau đó đã phải về phòng tại vì là vợ mình hôm qua bị ốm, phải uống thuốc cảm sau đó thì khá là mệt. Thế là hai vợ chồng mình quyết định đi về trước và cuối cùng thì buổi tối Sơn Trang mới về và cả nhóm cũng có đi ăn. Thật ra thì đợt này đi Nhật ấy, một phần nữa là mình, thật ra ban đầu mình rất là muốn quay vlog chi tiết cho các bạn. Tuy nhiên mà khi đi thì đại loại là mình tôn trọng cái văn hóa của bên họ ấy, tại vì là bên họ không thích được quay phim hay là mấy con quạ kia. Đấy, đại loại là mọi người không thích, ở bên này mọi người không thích bị quay phim hay là người ta không muốn quay khi chưa có sự cho phép ấy. Chính vì vậy mà nếu mà các bạn xem cái vlog này các bạn sẽ chỉ thấy là hầu như là Kiên nói nhiều này, hoặc là Kiên chỉ lướt lướt một vài cảnh qua thôi chứ không quay các thứ nó quá kỹ. Tại vì là cái lý do thì mình như vừa nói ở trên. Thật ra thì để mà nói về chuyến đi Nhật này thì Nhật Bản khá là đẹp và người ta sống cũng tương đối là quy tắc này, cũng như là tất cả mọi thứ nó rất là cẩn thận. Bánh bao, thịt lợn bánh bao ở đây rất là ngon, tại vì cái vỏ của họ không xốp quá là xốp ý, nhưng mà nó rất là dai, ăn rất là ngon nhỉ. Đây là vé vào Disneyland đây, là bọn mình mua vé chơi một ngày tại Disneyland. Đây là mặt sau đây. Đấy, cái vé này có giá là 7.400 yên, tương đương khoảng 1.500.000 tiền Việt Nam mọi người nhá. Hey, như vậy là bọn mình đã tới Disneyland tại Tokyo và đằng sau mình là Disneyland đây rồi. Bọn mình vừa mới mua vé để vào cửa. Hôm nay thì bọn mình quyết định là đi taxi tại vì là để cho tiết kiệm thời gian và cho đỡ phải đi bộ nhiều ấy. Thì đi taxi từ Shinjuku tới Disneyland nó hết khoảng tầm 9.000 yên, tương đương khoảng 1.800.000. Dành cho 4 người thì cái giá đó cũng là một cái giá rất là hợp lý. Bây giờ thì bọn mình sẽ khám phá Disneyland tại Tokyo xem như thế nào nhá. Yo! Rất là nhiều những cửa hàng xung quanh đây này, mọi người có thể mua. Và bây giờ bọn mình đang đi mua mũ chuột Mickey các thứ. Ban đầu khi mà các bạn vào cửa của Disneyland sau khi mà soát vé thì sẽ có một cái quầy bản đồ ngay ở bên cạnh, thì các bạn có thể lấy bản đồ để chúng ta có thể đi theo. Tiếp theo thì đi sâu vào trong hơn một chút thì sẽ đến cái một khu, đó chính là khu bán rất là nhiều những cái đồ lưu niệm, hoặc là những cái khu bán những kẹo này, được quầy ăn, hàng ăn những cái thứ, thì nó nằm ngay ở cửa ra vào sau khi soát vé xong. Và đi vào chính giữa chúng ta sẽ thấy cái tòa lâu đài của Disney ngay ở chính giữa, rất 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 là đẹp luôn, cho nên là các bạn có thể đến đây thao để chụp ảnh nhá. Hiện tại thì bọn mình đang ở đây vào buổi sáng và nếu mà chụp ảnh cái loa lâu đài đấy nó sẽ bị ngược sáng. Chính vì vậy mà bọn mình sẽ chờ một chút đến tầm trưa trưa hoặc đầu giờ chiều thì bọn mình sẽ chụp ảnh ở sau. Đấy, đây là Mini, đây là Mickey này. Wow, đây là chiếc lâu đài huyền thoại của Disney đây. Đây là con Mini đang xem bản đồ, con chuột nhắt. Đây là con chuột trù chứ. Chuột bóng. Có một điều ở Disneyland này, đó chính là tại vì là số lượng du khách đổ về đây rất là đông. Chính vì vậy khi các bạn chơi tất cả các trò chơi hoặc là kể cả mua đồ ăn, ví dụ như bọn mình đang đứng xếp hàng để mua bỏng ngô đây, xếp hàng thành một vòng tròn như này rồi, và thường thường thì một trò chơi ở đây sẽ phải xếp hàng khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng. Nói chung là nếu mà chỉ chơi một ngày trong này thì chắc là bạn chỉ chơi được khoảng tầm 2 đến 3 trò là đã, nói chung là đã hết một ngày rồi ấy. Rất là đông. Như vậy là sau 20 phút thì bọn mình đã xếp hàng thành công và bây giờ sẽ mua bỏng ngô để ăn, sau đó thì sẽ đi chơi các trò chơi khác. Người ta bán luôn cả con voi này, trông rất là đáng yêu và cho bỏng trong con voi đấy. Bây giờ bọn mình sẽ chơi một cái trò chơi, đấy là đi tàu xung quanh khu này. Đây, đi xung quanh phía Tây. Mỗi đứa đã phải chống đói bằng một bịch bỏng ngô như này. Ăn hết rồi mới được chơi. Ăn hết rồi vẫn chưa được chơi. Cũng xứng đáng để đứng chờ đúng không? Yeah. Cũng vui mà. 7 phút á?
bọn mình đứng chờ trò này 70 phút. Nhưng mà lúc chơi thì cứ nghĩ là nó cũng bình thường, nhỉ, đi vòng vòng thôi. Nhưng mà có nhiều quả cũng hững hững. Vui phết. Nói chung cũng vui. Được. Không bị quá mạnh. Thì chúng ta sẽ cho cái vé vào cổng vào này. Đấy, ở mỗi trò đó, người ta sẽ scan cái code và sẽ ra một cái vé như thế này để cho các bạn đỡ phải xếp hàng. Đấy. Cái vé vừa xong thì chỉ có thể dùng được trong khoảng từ 9 rưỡi tối đến 10 giờ thôi. Cho nên là mọi người rút kinh nghiệm là khi mà mọi người đến Disneyland ở Tokyo thì mọi người hãy chạy đi các cái trò chơi mọi người muốn chơi ấy, lấy cái ticket mà xếp hàng trước, chứ không phải là kiểu như là đến lúc nào chơi thì mới lấy như bọn mình nhá. Bây giờ là 1:30 mà bọn mình đã chờ rồi. Và bọn mình vẫn chưa được chơi. Ôi, bây giờ còn đây mới được chơi nhỉ. Đây, cho bọn mình chơi lại trò này. Rất là đáng yêu, có một bạn thỏ đang đứng ở đây kiểu như là giao lưu cùng với các em bé, trông rất là đẹp, rất là xinh luôn. Sau khi mà chơi cái trò Star Tour xong thì bây giờ cả nhóm quyết định là lẽ ra sẽ ở đây đến tối để xem pháo hoa, nhưng mà tại vì bây giờ nó rất là lạnh, nhiệt độ lúc này đang chỉ có khoảng chắc là từ 0 đến 2 độ thôi và gió rất là to nữa. Chính vì vậy cả nhóm sẽ quyết định là ra mua đồ lưu niệm rồi về sớm để tối về xin như cự để ăn lẩu. Đúng rồi. Để về xin như cự để ăn lẩu. Sợi đan trường. Đây là quang cảnh của lâu đài về đêm. Bye bye. Ngày cuối ở Nhật Bản thì vợ chồng mình được Trang dẫn đi làng cổ Kawagoe. Thì đây là một làng cổ cách Tokyo trung tâm khoảng tầm 40 cây số. Đây sẽ là hôm nay thì bọn mình sẽ mặc đồ truyền thống Yukata, sau đó thì bọn mình sẽ chụp ảnh quanh quanh con phố này. Thì thật ra phố này bây giờ nó cũng không còn quá nhiều ấy, mà chỉ còn một dãy đường thôi. Tuy nhiên thì sẽ trải nghiệm một chút gì đó gọi là truyền thống của Nhật Bản, tại vì hôm nay cũng đã ngày cuối cùng rồi. Trông sẽ kiểu hơi hơi giống như kiểu phố cổ Hội An ấy, đúng không? Nhưng mà phố cổ Hội An của chúng mình thì màu vàng. Còn ở đây thì nhà cũng sẽ thấp thấp kiểu cổ như vậy, nhưng mà có một màu kiểu như màu xám đen ấy. Từ Tokyo để đến làng Kawagoe thì mọi người sẽ phải đi tàu. Sau khi mà đi tàu thì đến được cái bến cuối cùng của Kawagoe thì mọi người sẽ phải đi xe buýt. Để vào đây thì mất cho khoảng tầm 5 phút thôi. Thì nếu mà mọi người search trên cái Google Map ấy thì nó cũng sẽ ra tất cả những cái cách đi để cho mọi người có thể đến được với cái làng cổ này nhá. Không khó một chút nào đâu. Còn bánh gì ấy? Kiểu như là takoyaki à? Takoyaki à? Phiên bản bẹt à? Phiên bản nhiều bột hơn. Mặn à? Bây giờ bọn mình sẽ thuê đồ truyền thống Yukata này. Ôi trời ơi, đúng là mình quay để chụp ảnh. Đây là đồ truyền thống. Đây là bộ kimono của Kiên này, màu đỏ này. Rất là đẹp nha, bên trong người ta có một cái phần áo màu xám này, lót ở bên trong, một cái áo choàng dài màu đỏ bên ngoài, và có một cái áo khoác ngoài cùng, có một cái đai ở đây. Trông rất ok luôn. Đây là bộ của Sơn này, Sơn thì mặc màu xanh. Đây là bộ của Trang Sơn. Rất là lạnh. Ôi bị lạnh dã man đấy. Đấy, đây là bộ của vợ mình. Kiểu rất là cầu kỳ, thêm một quả khăn. Hoa nữa nè. Qua đây mà.
Đây, bọn mình đang rửa tay để tẩy trần. Đấy, rửa hai tay xong. Các bạn phải nhớ rửa cái gáo này nhá. Đây, các bạn múc lên, các bạn để dọc vào xuống này, này để rửa cái tay cầm ấy. Đó, thôi để lên đây. Lạnh quá. Lạnh quá. Rồi. Vì cái bộ kimono này người ta bó khá là nhỏ, chặt ý. Và cái dáng váy này, đây, các bạn sẽ thấy nó khá là bó. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ có thể di chuyển được bước nhỏ thôi, mà không thể đến bước lớn. Mà kiểu cũng phải đi bé hơn chân mình. Mà mình cũng sẽ phải đi bé hơn chân của mình. Đây này, chân của mình phải đi thòi ra thì mới đúng. Đó. Chứ không phải đi vừa. Mới cho tớ một câu đâu. Ima. Ơ thiệt. Ima. Ba hai ba. Ima. Watashi tachi. Koe no. Kowage. Ko. Ima. Wa. Tớ biết là cái gì đấy cậu đọc. Ừ. Khi mà chụp ảnh xong xuôi thì mọi người bây giờ sẽ vào một quán mì udon để ngồi ăn. Đây, quán mì udon. Đây là bữa mì tempura. À, mì udon tempura của vợ chồng mình. Còn Trang Sơn thì ăn cái khác. Và bây giờ thì mọi người sẽ về Shinjuku này, ăn uống thứ linh tinh. Sau đó thì mua quà cho mọi người. Và đặc biệt là tối nay tất cả mọi người phải về khách sạn thật là sớm để cổ vũ bóng đá trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia. Và chắc chắn rồi là bọn mình 100% Việt Nam vô địch. Hôm nay là ngày 15 tháng 12, là ngày diễn ra trận chung kết lượt về của AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia. Thì sáng ngày mai bọn mình mới về Việt Nam cơ, cho nên là hôm nay vẫn ở bên Tokyo và sẽ cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua màn hình laptop. Yeah, Việt Nam vô địch. Yeah. CS1. 1-0 rồi. Bây giờ là phút thứ 75 rồi và Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0. Hồi hộp thật sự. Có vụ à? Ồ, thế thì chỉ còn một lượt thay người nữa thôi à? Ôi ôi. Rồi, sút luôn. Wow. Thì quá. 30 giây nữa rồi. À, chúng ta cùng đếm ngược. Nào đếm ngược nào, bao nhiêu rồi? Từ từ đến 30 đếm ngược nha. 30 29 28 2 1 Vô địch rồi. 7 6 5 4 3 2 1. Đội bạn đã bị hai chiếc thẻ vàng và đã và loại ra sân vào lúc hết giờ. Tài muốn cho cơ hội. Vô đây. Ôi. Không biết sớm muốn mình quay thật. Chúc với những cổ động viên đang có mặt tại Mỹ Đình và thật hạnh phúc cho chúng tôi, những vận động viên. Thật hạnh phúc cho những người đang được sống trong. Giỏi lắm các em, xứng đáng, Việt Nam xứng đáng. Và phía trước đội tuyển Việt Nam là Asian Cup và đài truyền Việt Nam hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn giải đấu này. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Iraq, Yemen. Chúng ta sẽ đá trận đầu tiên. Bây giờ mình đang ở sân bay Narita rồi. Buổi sáng hôm nay tất cả mọi người dậy rất là sớm, tại vì là 6 giờ đã xuất phát từ khách sạn ấy, cho nên phải dậy từ 5 giờ. Và đến sân bay Narita là trong khoảng tầm 80 cây số. Bây giờ thì tất cả mọi người sẽ chờ để lên máy bay nữa. Thứ bọn mình cũng đã ăn sáng tại khách sạn. Nếu mà Loan vợ mình thì đang đi mua Nama chocolate. Thì để nói về chuyến đi Nhật này, tại vì là đợt này vợ chồng mình đi thì không là đi tự túc ấy, nhưng mà cũng rất là cảm ơn kiểu 123 Travel đã support bọn mình rất là nhiều, khi mà đã có hai bạn, đấy là Trang và Oanh, đã giúp đỡ bọn mình trong khoảng thời gian bọn mình ở Nhật. Và nếu như mà các bạn lần sau có nhu cầu đi Tokyo cũng như là đi
mọi nơi khác của Nhật ấy, thì mình sẽ để cái link Facebook của Oanh và Trang ở bên dưới để cho các bạn tự liên hệ nhé. Thì nói về Nhật Bản thì thực sự đây là lần đầu tiên cho nên là tất cả mọi thứ nó khá là bỡ ngỡ. Bên cạnh đấy thì có một cái mình thích nhất của người Nhật đó chính là ở bên này nó rất là sạch, và cái thái độ bán hàng cũng như là nhân viên lúc nào người ta cũng tươi cười và kiểu rất thoải mái, tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu. Nói chung thì chắc chắn là sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba mình quay lại Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo, và để khám phá mọi thứ nhiều hơn. Chuyến đi này thực ra mình cũng không quay được vlog quá nhiều, tại vì là như mình có chia sẻ rồi đấy, là mọi người ở bên này người ta cũng khá là không thoải mái trong cái việc quay các thứ ấy. Chính vì vậy mình cũng tôn trọng họ thôi. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại các bạn ở những vlog tới, và nếu mà các bạn thích thì hãy ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục cùng gia đình Gam Gam nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo.